Chào các em, chào mừng các em đến với bài giảng môn tin học lớp 9, bài số 6 về tin học và xã hội. Trong bài học này thì thầy và các em sẽ cùng nhau đi tìm hiểu một số nội dung chính như sau. Nội dung thứ nhất, đó là tin học và máy tính là động lực cho sự phát triển của xã hội. Nội dung thứ hai là nền kinh tế tri thức và xã hội tin học hóa là gì? Nội dung thứ ba là xu hướng nổi bật của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Và nội dung thứ tư đó là trách nhiệm của mỗi người trong cái xã hội tin học hóa. Như trong tiết 1 này thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu nội dung số 1 và số 2. Còn đến tiết số 2 thì chúng ta sẽ tìm hiểu nốt hai nội dung số 3 và số 4. Qua đoạn video vừa rồi thì chúng ta vừa được quan sát cái quá trình phát triển của hệ thống thông tin cũng như là tin học trong đời sống hàng ngày, bắt đầu từ các thời kỳ nguyên thủy cho đến tận ngày nay. Vậy thì ứng dụng của tin học trong xã hội ngày nay thì chúng ta có những ứng dụng gì? Chúng ta cùng quan sát lên màn hình. Thì tin học của chúng ta có rất nhiều ứng dụng trong đời sống ngày nay, cụ thể như là về hỗ trợ và việc quản lý này, về hỗ trợ truyền thông này, trí tuệ nhân tạo, giải trí, các cái bài toán về khoa học kỹ thuật, tự động hóa và điều khiển, soạn thảo, in ấn, lưu trữ, có cái công tác văn phòng, về giáo dục. Thế cụ thể chúng ta thấy rằng là về hỗ trợ việc quản lý, thì tin học của chúng ta rất nhiều cho công tác quản lý, lưu trữ hồ sơ này, ta thấy được đơn cử như là trong nhà trường chúng ta cũng đang sử dụng các cái phần mềm để lưu trữ các hồ sơ của học sinh, cán bộ, giáo viên và nhân viên. Đó, nó hỗ trợ rất nhiều cho công tác quản lý. Thay vì việc chúng ta phải lưu trữ hồ sơ trên giấy thì bây giờ thì người ta thường sử dụng các cái phần mềm để lưu trữ ngoài trong trường học thì trong các cơ quan, tổ chức của nhà nước hiện nay hầu hết đều có sử dụng các phần mềm hỗ trợ cho việc quản lý thông tin cũng như là nhân sự. Về hỗ trợ truyền thông thì tin học của chúng ta có ứng dụng rất lớn về mặt truyền thông. Có thể kể đến như là các cái ứng dụng như hiện nay như là truyền hình qua mạng này, xem phim, nghe nhạc qua mạng hay là các cái trang thông tin điện tử trên mạng cập nhật thường xuyên các cái tin tức hàng ngày đến toàn thể người dân. Chỉ cần đơn giản là chúng ta sử dụng một chiếc điện thoại thông minh thôi, có kết nối Internet là chúng ta có thể vào và xem được các cái thông tin mới nhất hàng ngày. Về trí tuệ nhân tạo thì trong tin học ngày nay thì người ta đã và đang nghiên cứu rất là nhiều về lĩnh vực này để nhằm tạo ra một cái trí thông minh nhân tạo phục vụ tốt nhất cho đời sống của con người.
Tiếp đến là về lĩnh vực giải trí. Chúng ta thấy rằng là có rất nhiều các ứng dụng giải trí trong tin học, như là các ứng dụng nghe nhạc, xem phim trực tuyến, hoặc là các ứng dụng về game, và rất nhiều các ứng dụng khác nữa liên quan đến giải trí của lĩnh vực tin học của chúng ta, mà chúng ta có thể sử dụng và phục vụ rất hữu ích cho đời sống của con người. Tiếp đến là ứng dụng trong việc giải các bài toán khoa học kỹ thuật và tự động hóa cũng như là điều khiển. Về tự động hóa và điều khiển thì chúng ta thấy rằng là người ta có thể lập trình để cho các dây chuyền tự động hóa sản xuất rất là nhiều loại thiết bị hay là đồ dùng, đồ uống, vân vân. Như là chúng ta thấy rằng là có thể có các dây chuyền sản xuất về nước ngọt đóng chai này, hoặc là dây chuyền sản xuất ô tô này, dây chuyền sản xuất các linh kiện thiết bị điện tử, điện thoại di động, vân vân. Khi mà chúng ta có người thân làm trong các nhà máy như là Samsung hoặc là các nhà máy khác, thì chúng ta thấy rằng là người ta có các dây chuyền sản xuất các linh kiện cũng như lắp ráp điện thoại như vậy. Tiếp đến là về soạn thảo in ấn và lưu trữ văn phòng. Thì giống như công việc quản lý thì tin học của chúng ta ứng dụng rất nhiều trong công việc soạn thảo. Ngày nay thì hầu hết các cái văn bản, công văn đều được soạn thảo trên máy tính, sau đó là được in ấn và lưu trữ. Và các công văn này có thể lưu trữ ở trên máy tính rất là lâu mà không lo bị rách, bị hỏng hoặc là bị thất lạc. Tiếp đến là trong lĩnh vực giáo dục thì tin học có vai trò rất lớn trong giáo dục, đặc biệt là trong thời kỳ ngày nay khi mà dịch Covid đang hoành hành, thì chúng ta thấy rằng là tin học của chúng ta lại càng được ứng dụng nhiều hơn. Có thể kể đến ngay như là việc chúng ta đang dạy và học trực tuyến. Thế thì chỉ cần ở nhà và chúng ta có một chiếc điện thoại hoặc một chiếc máy tính là chúng ta hoàn toàn có thể tham gia các lớp học trực tuyến với các thầy cô giáo ở trường, và chúng ta vẫn được cung cấp đầy đủ các cái nội dung kiến thức cho các môn học. Đó là một ứng dụng rất lớn của tin học trong cái thời đại khó khăn ngày nay. Giờ thầy và các em sẽ cùng nhau đi vào nội dung chính của bài ngày hôm nay. Bài nội dung số 1 đó là tin học trong xã hội hiện đại. A nhỏ là ứng dụng của tin học ngày càng phong phú và phát triển. Như thầy vừa nêu ở trên thì chúng ta thấy được rằng là tin học của chúng ta đang được ứng dụng rất là nhiều vào trong đời sống hàng ngày. Thế đơn có thể kể đến rất là nhiều ứng dụng của tin học. Ví dụ như chúng ta có thể quan sát lên màn hình. Đây là một cái trang thông tin điện tử của chính phủ. Đây cũng chính là một ứng dụng của tin học, đó là các cái trang thông tin điện tử mà chúng ta có thể cập nhật được rất là nhiều thông tin ở trên này. Và các trang thông tin nói chung người ta gọi là báo điện tử. Tiếp đến là các cái trang web để học trực tuyến như trang Vidompeak. Thì đây là một cái trang học trực tuyến đã có từ rất lâu và chúng ta hoàn toàn có thể tham gia các lớp học trực tuyến trên trang này, cũng như là tham gia các kỳ thi và để nhận các cái giải thưởng. Tiếp đến là trong lĩnh vực điều khiển tên lửa, tàu vũ trụ thì tin học của chúng ta cũng đóng một vai trò rất quan trọng trong việc điều khiển, việc phóng các cái tên lửa hay tàu vũ trụ lên không gian. Trong việc siêu âm và khám chữa bệnh thì tin học cũng được ứng dụng rất là nhiều. Đó là việc người ta sử dụng các cái máy tính để lưu trữ các kết quả siêu âm hay khám chữa bệnh của con người. Tiếp đến, trong việc thiết kế các công trình bằng phần mềm. Thế thì việc thiết kế trên giấy thì rất là khó để người bình thường có thể quan sát một cách trực quan được các cái công trình cũng như các cái kiến trúc. Thay vì đó thì ngày nay người ta sử dụng các cái công cụ thiết kế trên máy tính
các phần mềm thiết kế công trình trên máy tính, để người sử dụng có thể quan sát một cách hết sức trực quan các cái công trình đó cũng như là thiết kế của nó trên máy tính. Tiếp đến là về hỗ trợ công tác văn phòng và quản lý. Tôi thấy rằng là ngày nay thì hầu hết các văn phòng nhà nước thì đều sử dụng máy tính trong công tác văn phòng cũng như quản lý hồ sơ, sổ sách vân vân. Trong điều khiển tự động thì tin học của chúng ta có ứng dụng rất lớn cho việc điều khiển các cái cỗ máy lắp ráp. Tiếp đến là trong lĩnh vực thương mại điện tử hoặc là đơn cử như trong các siêu thị ngày nay thì chúng ta hoàn toàn có thể thấy được rằng là người ta sử dụng các hệ thống tính tiền tự động thông qua việc quét các cái mã vạch. Các phần mềm quản lý như là quản lý hồ sơ, là quản lý bán hàng, vân vân. Tiếp đến, sử dụng trong việc quản lý hồ sơ hay chất lượng hàng hóa. Quản lý nhân sự. Như thầy đã nói ở phần đầu, đó là việc sử dụng các cái phần mềm để quản lý nhân sự. Ngày nay thì hầu hết các cơ quan đều sử dụng các phần mềm này. Quản lý công tác nhân sự, cũng như là chấm công, vân vân. Thì tóm lại, tin học nói chung và máy tính nói riêng có mặt ở hầu hết mọi nơi, các cơ quan, công sở, xí nghiệp, nhà máy và trường học. Ngoài các ứng dụng nói trên thì tin học của chúng ta còn có một ứng dụng rất lớn trong việc quản lý giao thông. Ngày nay thì người ta lắp đặt các cái camera trên là trên một số các cái nút giao thông để người ta kiểm soát các tình trạng giao thông trong các thành phố hoặc trong các đô thị lớn. Tiếp đến là trong một lĩnh vực khác, đó là lĩnh vực trao đổi thông tin hay là họp trực tuyến. Thì ngày nay thay vì việc người ta phải đến các cái văn phòng hoặc là các cái phòng họp lớn để tổ chức các cuộc họp thì người ta sử dụng các cái công cụ họp trực tuyến như là một công cụ thay thế trong tình hình dịch COVID ngày nay. Tiếp đến là về mua bán trực tuyến. Thì chúng ta biết được rằng ngày nay khi mà dịch COVID đang hoành hành thì việc mua bán trao đổi là rất khó khăn. Do vậy là người ta sẽ phải sử dụng đến các công cụ mua bán trực tuyến. Chúng ta hoàn toàn có thể đặt mua tại nhà và người ta sẽ ship đến tận nhà tất cả các mặt hàng. Tiếp theo đó là về truyền hình qua mạng. Thì hầu hết các kênh truyền hình ngày nay thì đều có thể phát trực tiếp trên mạng. Chúng ta hoàn toàn lại vào mạng xem thay vì xem trên TV như trước kia. Thế thì chính nhờ sự phát triển của tin học mà ngày nay chúng ta thấy được rằng là các cái vùng kinh tế khó khăn như các vùng dân tộc thiểu số cũng hoàn toàn có thể tiếp cận được thông tin một cách nhanh chóng và chính xác nhất thông qua mạng Internet, thì chúng ta có thể quan sát trên màn hình. Thế qua một loạt các ví dụ vừa rồi thì chúng ta đã thấy được rằng là sự phát triển hay là ứng dụng của tin học đã ngày càng phong phú và phát triển, đặc biệt là với sự phát triển của các mạng máy tính, mạng Internet đã làm cho việc ứng dụng của tin học ngày càng phổ biến và đa dạng, như là phát triển hơn rất nhiều. Tiếp theo thì chúng ta hãy cùng nhau quan sát một đoạn video ngắn như sau. Xin chào các bạn, robot bắt đầu hiện diện ngày càng nhiều hơn trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta.
Không nói quá khi một số chuyên gia tin rằng trong tương lai, trí tuệ nhân tạo sẽ còn tham gia nhiều công việc hữu ích hơn nữa. Sau đây, chúng ta sẽ cùng xem 5 robot giúp ích cho bạn nhiều nhất trong cuộc sống bạn nên mua. 5. Robot TravelMax. TravelMax là sản phẩm của công ty TravelMax Robotics Mỹ. Nó là chiếc vali thông minh đầu tiên trên thế giới cài đặt hệ điều hành. Chiếc vali có khả năng di chuyển tự động theo cả chiều dọc và chiều ngang. Nhờ thiết bị cảm ứng, TravelMax có khả năng vượt mọi địa hình và các chướng ngại vật để đi theo chủ nhân. Động cơ không tiếng động lắp bên trong vali có thể chạy với tốc độ lên tới 9,6 km/h trong vòng 4 tiếng hoặc 100 tiếng ở chế độ nghỉ ngơi. Ngoài ra, TravelMax còn trang bị hai cổng USB dùng để sạc pin hay sạc điện thoại. Hệ thống định vị GPS cài trên TravelMax cũng giúp bạn có thể theo dõi vali mọi lúc, mọi nơi mà không sợ bị thất lạc hành lý. Ứng dụng điều khiển TravelMax được phát triển dựa trên hai hệ thống điều hành đang thịnh hành là iOS và Android. Người dùng có thể cài đặt hoặc gỡ bỏ các ứng dụng mà mình không thích như điện thoại thông minh. Robot Zippo. Zippo là chú robot thông minh được tích hợp nhiều chức năng khác nhau với mục đích là trở thành người giúp việc cũng như một người bạn trong gia đình. Nó được cài đặt phần mềm trí tuệ nhân tạo cho phép nó có khả năng tìm hiểu sở thích của chủ và có cơ chế tự thích ứng với những sở thích đó. Bên cạnh khả năng chụp ảnh, gọi video và ghi nhớ khuôn mặt, nó có thể giúp người dùng kiểm tra email và đọc truyện cho trẻ em trước khi đi ngủ. Chúng còn biết điều khiển các thiết bị điện trong nhà, kết nối Internet và đặt chỗ nhà hàng, máy bay, v.v. Ngoài ra, Zippo còn là một kẻ rảnh rỗi, có thể tám chuyện với bạn bất cứ khi nào bạn thấy buồn. Việc tương tác với Zippo khiến người đối diện có cảm giác như đang tiếp xúc với người thật chứ không phải cái máy. Robot Pillo. Pillo là một robot y tế, là một trợ lý sức khỏe cá nhân có khả năng ghi nhớ khuôn mặt và phát thuốc uống cho các thành viên trong gia đình. Những chú robot này có thể trò chuyện với chủ sở hữu để thu thập các dữ liệu về họ, cũng như có thể lưu trữ lên đến 250 viên thuốc cùng lúc. Dù bạn đam mê thể dục thể thao, chăm sóc sức khỏe hay chỉ đơn giản là cần giúp đỡ để ghi nhớ thời gian làm việc, Pillo sẽ là một lựa chọn hoàn hảo. Chú robot này còn có thể trả lời các câu hỏi về sức khỏe của người dùng cũng như số calo phù hợp khi tiêu thụ một loại thực phẩm nhất định. Pillo giúp kết nối bạn trực tiếp với các chuyên gia chăm sóc sức khỏe và quản lý các loại vitamin và thuốc được an toàn. Chúng được đồng bộ dữ liệu với smartphone cũng như các thiết bị đeo tay thông minh của người dùng và lên lịch nhắc nhở khi cần thiết. 2. Robot MorePod. MorePod là một robot đọc nhãn được lập trình với nhiều tính năng, có thể giao tiếp, học từ ngữ và học cả hành vi của người dùng nhanh chóng. Chúng là robot tương tác hoàn toàn bằng giọng nói, có thể được tùy chỉnh, nâng cấp để tự học hỏi những điều mới. Tại công ty, MorePod sẽ nhắc nhở về cuộc họp, đọc ghi chú và báo cáo, theo dõi những điều đang diễn ra hay cổ vũ bạn trong suốt những ngày làm việc buồn chán. Tại nhà, chúng có thể làm ca sĩ và vũ công giải trí, có thể hát và nhảy cùng với trẻ nhỏ, quay phim, chụp hình và có thể chơi trò chơi. MorePod còn giúp bạn bảo vệ trẻ nhỏ khỏi các chất độc hại và thường xuyên theo dõi, báo cáo tình hình của chúng cho bạn biết. 1. Kiropo Mini.
Lái xe trên đường dài đôi khi gây cảm giác đơn độc và buồn tẻ, nhưng điều này sẽ thay đổi khi có robot Kirobo Mini. Đó là một robot nhỏ được công ty Toyota thiết kế, chế tạo để hoạt động như một người bạn đồng hành, lắng nghe và trò chuyện với tài xế. Nhỏ vừa đủ để mang theo mọi lúc mọi nơi, robot được Toyota mô tả là đối tác tí hon, biết tâm sự và được phát triển để làm bạn. Kirobo có thể ghi nhớ cử chỉ, biểu cảm yêu thương hoặc căm ghét cũng như hành trình cùng con người. Ngoài ra, Kirobo Mini được kỳ vọng sẽ khuyến khích phụ nữ Nhật Bản sinh sản để làm trẻ hóa dân số. Kirobo Mini sẽ mô phỏng những nét đáng yêu của một đứa trẻ, kêu gọi người phụ nữ hãy quan tâm đến chúng hơn. Chúng còn biết chớp mắt, phát ra những âm thanh như một em bé Bibo tập nói để đánh thức bản năng làm mẹ của phụ nữ. Cảm ơn bạn đã xem video này. Hãy like và share nếu bạn thấy hay nhé. Hẹn gặp lại bạn. Thì qua đoạn video vừa rồi thì chúng ta đã thấy được một cái nét rất là đặc biệt của ứng dụng tin học trong đời sống hàng ngày. Chính nhờ cái nét đặc biệt này mà tin học và máy tính đang thúc đẩy cho việc truyền bá thông tin và tri thức, kết nối hàng tỷ người trên trái đất với nhau. Tiếp đến thì chúng ta hãy cùng nhau chuyển sang phần B nhỏ, đó là tác động của tin học đối với xã hội. Chúng ta có thể quan sát trên màn hình, đây cũng là một ứng dụng của tin học, đó là việc tự động hóa trong cái công tác là lắp ráp các cái linh kiện ô tô. Và cái dây chuyền này được điều khiển một cách hoàn toàn tự động bằng máy tính, giúp tăng hiệu quả sản xuất rất là nhiều. Hay là một ứng dụng khác như là ứng dụng vào hệ thống tàu điện ngầm. Các tàu điện này cũng được điều khiển hoàn toàn bằng máy tính. Hay là các hệ thống đèn chiếu sáng cũng được điều khiển bằng máy tính, như là hệ thống đèn chiếu sáng của tháp Eiffel mà chúng ta được nhìn thấy ở đây, hay là các cái trang mua bán và thanh toán trực tuyến. Thì đây cũng là một ứng dụng mà ngày càng phát triển trong xã hội ngày nay. Thì qua những ví dụ vừa rồi thì chúng ta có thể thấy được rằng là ứng dụng tin học đã giúp rất là nhiều trong việc tăng hiệu quả sản xuất cũng như là cung cấp các cái dịch vụ và các cái phần mềm phục vụ cho công tác quản lý. Thế thì ngoài các tác động kể trên thì chúng ta có thể kể đến các tác động của tin học đối với việc thay đổi cách tổ chức vận hành hoạt động xã hội, như khi tổ chức các cuộc họp chẳng hạn, chúng ta nhìn thấy trên màn hình. Thì trước đây thì chúng ta thường tổ chức các cuộc họp trực tiếp, nhưng bây giờ thì chúng ta hoàn toàn có thể tổ chức các cuộc họp trực tuyến như này. Ngoài ra thì tin học còn có tác động đến việc thay đổi phong cách sống của con người, như là chúng ta thấy rằng ngày nay thì người ta sử dụng, thay vì người ta mua bán các cái sản phẩm thông qua là việc đến các cái cửa hàng hoặc đến các siêu thị, thì người ta có thể mua bán các sản phẩm thông qua mạng internet, thông qua các cái công cụ hay là các trang web, phần mềm mua bán trực tuyến, có thể kể đến như là Amazon, eBay vân vân. Và một cái công cụ hữu ích khác tác động rất là lớn đến đời sống của con người chúng ta có thể kể đến, đó chính là robot. Và ngày càng có nhiều robot thông minh hơn được ra đời để phục vụ cho các cái công tác cũng như là công việc và phục vụ cho cuộc sống của con người. Thế thì qua các ví dụ kể trên thì các em có thể thấy được rằng là sự phát triển của tin học cũng làm thay đổi nhận thức
cách thức tổ chức vận hành, hoạt động xã hội này, thay đổi phong cách sống của con người và góp phần thúc đẩy phát triển mạnh mẽ của hầu hết các lĩnh vực như khoa học công nghệ, như khoa học xã hội. Tóm lại, qua các nội dung mà chúng ta vừa được học thì chúng ta thấy rằng tin học và máy tính ngày nay đã thật sự trở thành động lực là và lực lượng sản xuất góp phần phát triển kinh tế như là xã hội. Thế thì ngoài các cái mặt tích cực kể trên thì tin học của chúng ta còn có những cái mặt tiêu cực mà chúng ta có thể kể đến ở trong xã hội ngày nay. Nó có ảnh hưởng khá là xấu đến đời sống xã hội như là các cái tệ nạn sinh ra, là nghiện game này, bạo lực này, suy thoái đạo đức, trộm cắp, cướp giật, lừa đảo. Cái mặt trái của tin học sẽ phụ thuộc vào văn hóa và cách ứng xử của cái người sử dụng nó. Thì sau đây thì thầy và các em sẽ cùng nhau đi làm cái bài tập nhỏ nhỏ như thế này. Các em hãy sử dụng các cái cụm từ mà thầy cho ở bên trên để điền vào các cái chỗ trống số 1, 2, 3, 4 và 5 bên dưới. Thầy sẽ dành cho chúng ta một phút để chúng ta cùng làm cái bài tập này nhé. Rồi, thế đây là đáp án của cái câu hỏi này. Ta hãy cùng so sánh đáp án của thầy và đáp án mà chúng ta vừa làm nhé. Ta hãy cùng nhau chuyển sang phần 2 nhỏ về kinh tế tri thức và xã hội tin học hóa. 2 nhỏ là tin học và kinh tế tri thức. Ta biết rằng là con người đang rất tích cực nghiên cứu về thế giới tự nhiên. Và các cái nghiên cứu này sẽ được tổng hợp lại để phục vụ cho cuộc sống xã hội của chúng ta, gọi chung đó là tri thức của nhân loại. Và các tri thức này ngày nay thì người ta lưu lại thông qua các hệ thống máy tính hoặc mạng internet và được truyền đến cho tất cả mọi người trên thế giới. Vậy kinh tế tri thức là gì? Thì kinh tế tri thức là nền kinh tế mà trong đó tri thức là yếu tố quan trọng trong việc tạo ra của cải vật chất và tinh thần cho xã hội. Thì đây là cái khái niệm về kinh tế tri thức. Và tin học và máy tính chính là cơ sở của sự ra đời và phát triển của nền kinh tế tri thức của chúng ta ngày nay. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình Top 10. Nếu như một ngày nào đó bạn đã quá chán ngán với những công việc vụn vặt không tên như là rửa bát, quét nhà, đi chợ, nấu nướng v.v. hẳn là bạn sẽ ao ước được sở hữu một con robot có khả năng thay bạn làm tất cả những công việc trên, có phải không nào? Và trên thực tế, robot đã làm được rất nhiều thứ mà con người không muốn làm, không thể làm hay không thể làm tốt hơn những con robot đã được lập trình sẵn. Robot dường như là một đề tài rất hot trên phim ảnh, từ những chiến binh dũng mãnh trong loạt phim Transformer đến những robot có cảm xúc giống như con người trong bộ phim Bicentennial Man. Robot thực sự đã tạo ra những khoảnh khắc đáng nhớ trên màn ảnh. Tất nhiên, robot trong cuộc sống thực tại không thể nào so sánh với những đồng loại trên phim ảnh được. Nhưng mà trong những năm gần đây, con người đã thực sự đạt được những bước tiến lớn trong công nghệ chế tạo robot.
10. Nao Robot. Với chiều cao 58cm, sở hữu hình dáng bên ngoài giống như một chú bé, robot Nao được ra mắt vào năm 2006. Mọi người có thể tương tác với chú robot này như một người bạn với cảm xúc và trí tưởng tượng của riêng chúng. Nao được trang bị một loạt các loại cảm biến để chúng có thể tương tác với con người một cách chân thực nhất. Hệ thống cảm biến này bao gồm các camera có khả năng nhận diện, micro, loa cũng như các cảm biến về ánh sáng, nhận biết lực, v.v. được điều khiển bởi một hệ thống phần mềm về trí thông minh nhân tạo. Có hơn 7.000 robot Nao phiên bản thứ 5 được bán ra trên toàn thế giới. Chú robot bé nhỏ này đang được cải tiến không ngừng hàng ngày và hứa hẹn sẽ trở thành một người bạn luôn bên cạnh con người. Kuratas. Những bộ phim hoạt hình anime về robot của đất nước Nhật Bản đã trở nên rất phổ biến trên thế giới. Trẻ em ngày nay có thể dễ dàng tả cho bạn biết được một con robot theo trí tưởng tượng của chúng là như thế nào. Và một chú robot mà ở đó được con người điều khiển từ bên trong thân hình của mình là thứ mà bạn có thể nghe nhiều nhất. Nhưng thế còn ngoài đời thực, chúng ta có thể gặp được những chú robot như thế chưa? Và một lần nữa câu trả lời đến từ Nhật Bản. Công ty công nghiệp nặng Suodobashi đã cho ra đời người máy Kuratas. Người máy khổng lồ đầu tiên trên thế giới được điều khiển trực tiếp bởi một... Chúng ta cùng chuyển sang mục B nhỏ, đó là xã hội tin học hóa. Vậy xã hội tin học hóa là gì? Thì xã hội tin học hóa được định nghĩa là xã hội mà các hoạt động chính của nó được điều hành với sự hỗ trợ của các hệ thống thông tin và các cái mạng máy tính được kết nối thông tin liên vùng, liên quốc gia. Thì trong xã hội tin học hóa, thì thông tin và tri thức được nhân rộng một cách nhanh chóng và tiết kiệm. Chúng ta thấy được rằng là ngày nay thì tất cả cái thông tin của chúng ta hoàn toàn có thể được chia sẻ trên các hệ thống lưu trữ đám mây cho tất cả các người dùng. Và xã hội tin học hóa còn là yếu tố quan trọng nhất quyết định cho sự phát triển của nền kinh tế tri thức. Vì tin học ngày nay chúng ta thấy rằng nó đã tham gia vào hầu hết các hoạt động cũng như là các lĩnh vực của đời sống xã hội. Do vậy là xã hội tin học hóa của chúng ta sẽ đóng vai trò là yếu tố quyết định cho sự phát triển của nền kinh tế tri thức sau này. Thì thông qua toàn bộ bài học vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau nhìn lại cái sự phát triển của xã hội cũng như là đóng góp của cái tin học trong cái sự phát triển đó. Vậy thì qua bài học này thì chúng ta hãy cùng trả lời cho thầy một số câu hỏi như sau. Thứ nhất là hãy trình bày ứng dụng của tin học trong xã hội hiện đại. Tác động của tin học đối với xã hội như thế nào? Và ví dụ về việc tin học có phần thay đổi phong cách sống của con người. Bài học của chúng ta đã kết thúc tại đây. Xin chào, hẹn gặp lại các em ở các video bài giảng tiếp theo.